Đức Bồ Tát Thánh Chân. Tình hình là xin chào. Dạ hôm nay 28 không đi phóng sanh được, kèo bị bể hết trơn. Hôm nay là một ngày không thể phóng sanh, nhưng con tin chắc ngày mai là một ngày sẽ là mình sẽ làm được. Rồi, nhà cửa đang mọc lên ở khu này nữa. Đô thị hóa đang bắt đầu phát triển ở nơi đây. Dạ, con người không bao giờ ngừng đô thị hóa cũng như ngừng sát sanh tạo nghiệp với thiên nhiên. Chưa có dấu hiệu dừng lại. Vô nhà này thử. Chú ơi, chừng nào mới đi ra đánh bắt cá trong đăng vậy chú? Mấy nay nước chưa cạn hả chú? Nước nó bị đứng đúng không? Ngày mai được chưa chú? Con thêm mai vẫn chưa luôn hả? Chú giống con cháu của Long Dương quá ha, rành con nước quá. 2-3 bữa nữa hả? Yeah, cảm ơn chú. Và đó là lý do mà mình muốn đánh bắt cá trong đăng cũng hơi bị khó à. Còn giải cứu cá trong te thì người ta đi tùm lum giờ con không biết được luôn. Người ta nói lúc 4 giờ thì ra 4 giờ, thấy người ta đi 2 giờ. Bây giờ mình đi kiếm chỗ bán cá thòi lòi mua. Anh này còn bắt cá thòi lòi không chú? Dạ, vậy là hết bắt luôn hả chú? Rồi. Vậy nhà kế bên vẫn còn không chú? Dạ, bây giờ mình qua nhà bắt cá thòi lòi bên này. Anh này mình mình phóng sanh cá thòi lòi nhiều quá thưa cô. Mình đi phóng sanh cá thòi lòi với ổng nhiều quá xong rồi ổng đi làm luôn, ổng bỏ nghiệp sát sanh luôn. Bởi vậy Bồ Tát thấy mấy cái video con làm ok đúng không? Dạ mình không ăn những cái loài trong thiên nhiên nữa. Dạ nó đang giữ vai trò quan trọng. Con đặt mua cá thòi lòi cho Bồ Tát nha. Trời ơi, cái phong cách của con luôn á hả? Giờ con mới biết. Em, có đi bắt cá thòi lòi không? Nghỉ rồi hả? Sao giờ không bắt nó nữa hả? Vậy hả? Hiện tại nhà em có đánh bắt con gì nữa không? Chỉ có cá thòi lòi thôi hả? Mấy hôm nay cá thòi lòi hết luôn hả? Không thấy hả? Là nó bị bắt hết hay là nó vô rừng nó trốn em? Vô rừng trốn luôn hả? Vậy hả? Ok. Vậy không, bây giờ ngày mai em có tính đi không hay ngày mốt? Tại anh có dịp mua trong ngày mai hoặc ngày mốt nha. Có cá thòi lòi thì liên hệ anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, xong à. Nhà ngư dân đây vòng vòng dài dài đây cũng khá là nhiều. Ở đây là đánh bắt lú, đánh bắt sôi. Thì đánh bắt lú thì mình đi được một chuyến, nhưng mà nó không có được nhiều mà mất thời gian rất là nhiều. Đi lú là quý vị cũng thấy kéo từng cái lú ở dưới lên á, nó dính được một ít rồi. Nhiều lắm được 500.000 một chuyến đó là xong. Còn đi ngao nhiều hơn tiền hơn một chút, một cá bóng không à. Chỉ có đánh bắt bằng đăng chuồng á là nhiều cá nhất. Dưới đánh bắt bằng đi te mà thuyền lớn thì giờ cũng đi chưa được. vật trong thiên nhiên thật sự mà nó cũng phải có duyên đúng không ạ? Giống như là con sống trong rừng, con giải cứu những loài sinh vật biển là cũng là có duyên, nhưng mà vẫn chưa làm được nhiều. Mà hôm nay là không cứu được con gì luôn á. Hôm nay là một ngày con không cứu được con gì cả, không thể cứu luôn. Nếu con cố gắng thì con có thể làm được, nghĩa là con sẽ bơi ra ngoài sông để kiếm mấy người đi te. Vì sứ mệnh cao cả Bồ Tát giao cho, chắc chắn con sẽ bơi. Bây giờ con về con rủ thần thú đi cùng. Trời ơi thần thú, con nhìn mấy thần thú này con nản, con đi không nổi luôn, muốn đột quỵ luôn. Dạ, dắt nó bơi xong là về mất tích hết luôn á. Đó, giờ là 4 giờ chiều rồi. Thật ra mà con bơi ra ngoài đó đó thì cũng được, tới đó thì mình cứu lên đó thì nó cũng tối thui rồi. Còn ngày 28 mình nghỉ nha quý vị, con thấy ngày 28 mình nên nghỉ luôn. 29-30 là ngày quan trọng rồi mình làm. Dạ. Ngày chúng ta không nên cưỡng cầu trong việc phóng sanh. Như vậy là con đã thấy được những cái người đi te rồi. Những người đi te là những người đánh bắt hải sản vô tội vạ, nên họ không có giữ uy tín với chúng ta. Họ đi theo con nước, nước được là họ đi, và họ còn phải né công an nữa. Nên đó, họ thấy tới là họ đi rồi, không có cần gì hết đó. Nên cái đi tè, cái nghiệp sát sanh của họ lớn quá. Nên cái tính cách của cái người làm nghề đó họ cũng vậy luôn. Nó ảnh hưởng cái nghề, cái nghiệp. Đi lú là những người cầu may, đi ngao á là những người cơ hội, đi đăng á là những người có đầu tư đó. Con làm kinh doanh mà, nên con cũng nghiên cứu ra được tính cách của những người làm. Bây giờ mấy con cún này thì sao ta? Dạ, chiều 4 giờ thôi dắt tụi nhỏ đi bơi quá, chứ không cho nó đi bơi thì nó sẽ ngáo.